Đầu tiên cháu con xin gửi lời tới sức khỏe tới các cô, các bác, các anh, các chị ở tại miền quê Thường Tín ngày hôm nay ạ. Con tự xin tự giới thiệu là con là Hòe, Đinh Quang Hòe, là chủ tịch của Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Eva Sinh. Và cũng là cái thương hiệu con mà Ellie là con và vợ con là Thu Trang và giám đốc Phong và giám đốc Hồng Minh Phương là người sáng lập ra cái thương hiệu con Ellie ngày hôm nay. Là rất là vui khi là cái buổi khai trương của chị Huyền thì con cũng có một số cái lời phát biểu. Thực ra là chị Huyền cũng là một trong những học viên của học viện của chúng con. Sau đó là chị đã đi học và tham gia một thời gian. Sau đó chị cũng đã đi làm, trải qua một cái quá trình học tập và rèn luyện. Sau đó thì chị cũng đã quyết định mở cửa hàng. Thì học viện của tụi con thì cũng rất là tự hào là có 8 chi nhánh trên toàn quốc và ở Mỹ và ở Đan Mạch. Thì rất là vui mừng khi mà được vui khi hôm nay con lại được về quê, một vùng quê rất là yên bình và đẹp để đưa Eva Sinh và Ellie đến khắp nơi trên toàn quốc và toàn cầu. Thì rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà chúng con được ngồi tại đây. Hôm nay khá là nóng, nhưng các cụ đến trên hôm nay đã đến rất là đông đủ. Chúng con xin gửi lời cảm ơn tới các bác các cụ ạ. Con cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong là các cụ ủng hộ và sang chỗ chị Huyền để được thăm khám sức khỏe về Đông y ạ. Con sẽ có những cái chương trình và những cái hỗ trợ đặc biệt để dành cho Ellie Thường Tín, và sau đó là sẽ có những cái buổi chuyển giao công nghệ. Hôm nay là con cũng mời hai bác Kim và hai bác Ly, bác Kim và Ly là đối tác chiến lược của Eva Sinh, là người Hàn Quốc, về đây để tham gia và cùng đồng hành với Eva Sinh và Ellie để phát triển cùng chúng con. Rất là biết ơn các bác, các cô, các anh, các chị và các bạn học viên đã luôn luôn ủng hộ Eva Sinh ạ. Con xin hết ạ.